Nó cũng như xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thịnh lượng. Hiện tại bây giờ mình có mặt tại thung lũng, thì bây giờ anh em mình có mặt tại trên đường, bắt đầu là hôm nay anh em bắt đầu là chở bột đá xuống để ngày mai để chở bột đá ngày nay ngày mai nữa để cho nó nhiều một chút để xuống đổ bê tông nó được 2-3 ngày đổ, chứ mà chở một ngày thì cũng chỉ được một ngày đổ bê tông là hết rồi. Đây chỗ xe đang vừa đổ từ sáng giờ đổ được mấy chuyến rồi. Đây cái chỗ này là chỗ hẹp nhất đây. Thì đợt trước là cái đoạn này chỉ có đục thôi chứ không nổ mìn được đấy. Thế nên là đoạn này nhiều khi cái đá to như này nó nhiều khi cái đá này mình không đục hết được ấy, thì mình cũng không dám nổ mìn, thì ở đây là gần nhà dân quá không nổ được đấy. Thì là cái đường nó này cũng chỉ vừa 3 mét đi thôi mọi người ạ. Buổi chiều ngày nay thì sẽ đổ được lên đến chỗ cái đống xi trên kia mọi người ạ. Đấy, thì là ngày mai nữa thì là đổ từ cái đống xi này lên trên chỗ cái nhà trên kia. Đấy, là khi mà đổ được lên đến đấy bắt đầu là mình sẽ cho máy xuống để bắt đầu là đổ bê tông. Đổ như vậy thì máy nó di chuyển lại nó sẽ được tiết kiệm thời gian hơn. Thì lúc mà mình thời gian mình đổ nó sẽ được nhiều hơn. Nhưng mỗi lần mà đổ được cứ chở được một ngày ấy, xong rồi lại xuống đổ ấy, thì nó chỉ được một ngày rưỡi bê tông thôi, đổ được ngày rưỡi thôi, thế là cũng không được đáng bao nhiêu thời gian, cũng đổ không được đáng bao nhiêu bê tông cả. Nên là mình đã cho anh em nó chở 2 ngày bột bắt đầu với xuống đổ. Còn bây giờ thì hiện tại bây giờ dưới nhà chú Lình ấy, thì vừa nãy cũng đổ bê tông sang các cửa, thì bây giờ hiện tại bây giờ đã đổ xong rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi lên trên chỗ bãi đá bột đá. Mọi người ạ, thì anh em mình cũng vừa đến nơi xong, thì là chỗ em Xính đang xúc bột đá lên trên xe rồi đấy. Cái đống bột đá này cũng rất còn nhiều, cũng rất còn nhiều luôn, thì khả năng là cũng đổ lên được đến qua nhà em tính một chút là hết bột đá rồi. Thì ở đây thì hiện tại bây giờ là đá nó hết rồi mọi người ạ. Thì hiện tại bây giờ là chưa nổ được mìn đấy, thì là bắt đầu là khi nào mà nay mai mà nổ được mìn thì bắt đầu là triển khai cho bà con là nghiền bột đá luôn. Đấy, thì ở đây mọi người biết là cái đống gạch này ở dưới hát tàu sò mình ạ. Đấy, hiện tại bây giờ đổ nhờ ở đây để vận chuyển xuống dưới kia để chuẩn bị xây nhà. Nói chung là bà con trong này mà đường xá mà không thuận tiện ấy, vất vả lắm mọi người ạ. Thì vận chuyển từng viên gạch một để đi xuống dưới kia để làm. Vận chuyển không biết bao nhiêu ngày nay rồi mà có mấy trăm gạch này mà vẫn chưa vận chuyển hết ấy. Nên là bà con trên này nhiều cái là đường xá này không thuận tiện nên là nhiều khi còn vất vả. Này trời nắng quá, sáng đi thì rõ rét. Nhưng bây giờ thì nắng to này. Vâng, xong rồi. Rất rồi. Xếp. Thấy nhá. Nốt chỗ này à? Hiện tại bây giờ là chỗ em và đang chờ em Xính tí để đặt cái máy để xuống để anh em cùng xuống cùng luôn. Xính ơi, em đổ nốt can dầu đi. Ừ, đổ đi không có thì cầm xuống thì hơi nặng. Thì đằng nào cũng phải đổ mà. Mọi người ạ, thì bây giờ thì cũng đến giờ làm việc rồi, thì anh em thợ là bắt đầu lên xử lý nốt cái phần ở bên trong này, bên chỗ phòng ngủ này. Đấy, phòng ngủ này hiện tại bây giờ đổ xong cái rằng các cửa này là cũng chỉ còn 1-2 hàng nữa là xong. Xong rồi bên trên là mai là làm các xếp bên trên. Thì mình chỉ xây được khoảng 2 hàng nữa là xong thôi.
Đấy. Đấy nhá. Ví dụ cái viên này nhá. Cái viên này thì có phải bên bên này nó không nói nhá. Thì viên này em cái này anh để lại đúng không? Để lại, còn cái này bỏ ra xây cả viên luôn. Bên này bỏ cái này để lại, còn một con viên nữa này là xây cả viên luôn. Đấy, xong rồi mai mình đổ bê tông, đổ cái răng các cửa là phát đổ phát là mình bằng cái viên gạch kia. Đó, nhưng mà bê tông đây có một tí thì cứ đổ bê tông vào đây cũng được mà. Nên là đổ hết cả băng luôn á. Đổ hết cả đây về đây luôn. Phải đổ hết cả đấy vào đây nữa. Không, cái này là cái tường ngủ này mình chỉ xây nốt cái răng các cửa này mình xây khoảng hai hàng nữa là xong thôi. Thế thôi. Ờ, xây thêm hai hàng nữa là xong thôi. Thì cần gì đâu. Hai hàng trên thì nó có quan trọng gì đâu. Đấy, thì phải làm thế nó nhanh không? Ờ, xong rồi mình lại đổ vào tận trong kia nữa thì nó lại đổ vào tận đây nữa thì có mà mai em lại đổ thêm 5 phân răng các cửa nữa, tự nhiên lại trội lên 5 phân nữa. Đúng không? Không lại phải chặt gạch. Suốt ngày đi chặt gạch. Đúng không? Lại phải chặt gạch. Thì bên này thì chuyển sang bên này để xây được, chuyển sang chỗ khác xây được. Đấy, thì có phải dễ không? Ờ. Cửa này. Thì có phải dễ không? Thì mình đổ xong phát là nó bằng mặt gạch cái là hoặc là nhô tí mai giải vữa lên là xong. Nhưng mà anh có cửa này thì rồi như thế được. Đổ lấy viên gạch đấy để đấy thôi. Hay là đổ. Không, đổ nó ít nhất phải sang bên mỗi bên khoảng 20 phân để nó còn gánh đi. Đấy, như thế được. Ừ. Ừ. Thì có phải cái này có phải dễ không? Xong rồi hàng kia em cũng xây một viên. Ừ. Ờ, cứ thế là xây đêm hàng kia xây 3 hàng nữa, trong kia xây 3 hàng nữa. Thì ngoài này xây 3 hàng nữa là hết đúng không? Thế phải bằng. Ờ, đổ ra mấy cửa xong rồi xây hàng trên thì trong kia là 3 hàng đúng không? Thì có phải nó gây không? Bên này nhá, em chặt gạch. Xong rồi bên trong kia lại chặt gạch thì nó đều nhau thì mới xây được. Thì vì cái này là phòng ngủ, còn bên trên là nó là gác xếp rồi. Đấy. Đúng rồi, nhà chú Linh là thì hiện tại bây giờ cũng chỉ còn xây khoảng 2-3 hôm nữa là cũng xong thôi. Vì từ chỗ cái răng này lên thì còn hơn 1 mét nữa là xong. Thì chắc được khoảng 3 hôm nữa là hết. Thế thôi. Hôm nay là có 4 người làm à? Thôi 4 người thế là đủ rồi. Đây buổi chiều hôm nay thì anh em xử lý nốt cái phần bên trong này. Xong là còn bắt đầu là mai bắt đầu là dỡ hết cốt pha ra, xong rồi là xây tiếp mọi người ạ. Thì là cốt pha bê tông vừa đổ xong nên nó ướt nên cũng chưa làm được. Để nó khô thì mới làm được. Thì mai bắt đầu cái triển khai bắt đầu lên tường tiếp. Thì buổi chiều nay xử lý nốt bên trong này nữa là xong. Là anh em cũng nghỉ. Từ giờ đến tối là xử lý nốt cái đấy thôi. Đang cắt ván để chuẩn bị đưa vào đổ cái rằng đổ cái xăng ngang cửa kia. Đổ cái lanh tô cửa. Ván này là ván lim à? Hay là nghiến? Hai cửa như nhau luôn. Cái trống à? Cái trống. Nếu mà đổ có ít bê tông thì cần gì trống, gỗ này nó cứng lắm rồi. Nhưng mà không trống thì sao được? Đấy nhá. Em chặt gạch ra xong em kê mỗi đầu một phân. Đúng không? Nó không chắc đâu. Sao không chắc? Nó... Đây nhá, cái cửa như này nhá. Cái cửa này đúng không? Cái loại gỗ này á, cứ đến thoải mái luôn. Gỗ lim. Em cho vào mỗi bên một phân như này. Đúng không? Mỗi bên một phân như này em bấm vào tường như này. Cứ thế là đổ luôn đây vì có giày có bê tông có 5 phân. Xong rồi đem đóng vào một cái ván ép vào đây nữa là xong. Đặt lên cái là ok đổ luôn. Đúng không? Đúng. Thì thế có phải đơn giản hơn không? Nó phải cắt đi xong rồi lại cây trống lên xong rồi cây trống hai đầu xong rồi lại một cây trống giữa nữa. Nó mất hai lần cây trống. Gỗ này có mà đến người này, người ngồi lên nó chả gãy được cái này này, nó chả cong một tí nào luôn này. Mà nó khoảng xô bê tông thì có 5 cân, chục cân, mà nó giải đều tâm gỗ. Không có như này cũng được, đây là cắt bằng lọt gì, cắt lọt đúng không, cắt lọt thì giờ cũng vẫn có cách xử lý mà.
Đấy nhá, xong rồi em luồn cái xa cái gỗ vào đây, xong rồi em kê lên phát là xong. Thế là đổ luôn, lấy dây thép buộc nó vào. Buộc của ôm này này. Được thế thôi. Làm hai cái gỗ chọc vào đây này. Bởi vì nó có 5 phân mà nó có đáng bao nhiêu đâu. Cái lực của nó có đáng bao nhiêu đâu. Xong rồi để nó khô rồi mai nó bắt đầu nó khô rồi đổ bê tông xong mai mới xây cơ mà. Có phải xây luôn đâu. Mai xây kiểu gì cho nó bằng cái này nhá. Đấy cách rồi. Hả? Không, nó bằng ấy. Nghĩa là xây làm sao để cho nó bằng cái này này. Chứ không phải là nó thấp hơn, nó ấy hơn. Dạ thế. Mình gần tí vừa mới được gạch ấy, vừa giữ dây vừa làm cái này thì có mà được bật tay và đưa vào trong đây. Có mà tay làm được. Thì anh em cũng đang tháo ra rồi. Nhưng tháo bên này ra là nó cái này là đổ từ sáng. Đấy, giờ nó khô hơn mình sẽ tháo bên này ra để ghép vào cái tường ngang kia. Đấy. Đây, anh em tháo ra bắt đầu là cạo sạch cái tấm này đi này. Nên là đổ cho nó đẹp hơn. Nó không bị rỗ này. Đấy thì tháo một bên thôi. Còn bên kia kệ nó cũng được. Rất đẹp luôn. Cái này là bê tông nó chỉ cứng thôi. Nếu mà xây luôn thì chưa xây được. Xây luôn sợ nó nặng lên, đè lên là nó vỡ bê tông. Nên là anh em mình chỉ có tháo ra thôi. Thì buổi chiều nay sẽ xử lý được cái khu bên trong này. Đấy. Xử lý xong cái khu bên trong là mai bắt đầu là xây sau.
nó chỉ là xe xe bắt nó xe nữa phải làm sao là có trâu có gì đó. Không cần đâu, không cần phải tháo ở ngoài đâu. Đủ rồi, không cần tháo ở ngoài đâu. Đủ rồi. Ừ, đủ rồi. Thôi thôi, đừng gõ nó sệ bê tông nha. Nó đang ướt thì nó vẫn chưa khô. Nó vẫn chảy nước rồi. Cho bữa đây anh xây cái này cho. Đấy, cho bữa đây anh xây cái này cho. À, bỏ cái viên này ra này, viên đầu ra này. Bỏ viên tông băng qua luôn phát là xong. Bỏ viên đầu này ra, viên kia chặt bớt đi. Ừ. Chặt nó thấp thấp chứ nữa thì nó bằng như vậy rồi thì được bao nhiêu, nó được bao nhiêu đâu. Đây, hiện tại giờ xây cái tường này là thêm một hàng nữa là hàng này hàng nữa là xong rồi. Bởi vì cái này mai mình còn làm gác xếp nữa nên mà xây cao quá thì cái phần trên của gác xếp này nó hơi bị thấp. Thank you.
Mọi người hiện tại bây giờ thì cũng muộn rồi, thì đến giờ nghỉ rồi, thì anh em đã xây thì cũng đến bây giờ là cũng hoàn thành rồi, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay, hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye.